Trọng tài đưa tay lên thiết bị kết nối được gắn ở tai, sau đó chạy vào khu vực đường pitch. Khán giả thì ôm mặt và nín thở để chờ xem vị vua áo đen chạy ra liệu rằng quả penalty, tấm thẻ vàng hay thậm chí là thẻ đỏ sẽ được phán quyết. Tất cả những hình ảnh này sẽ được xuất hiện tại AFF Cup 2024 diễn ra vào cuối năm nay. Thay cho màn TVC đến từ ban tổ chức, chúng tôi xin được vinh dự giới thiệu rằng lần đầu tiên trong lịch sử công nghệ VAR sẽ được áp dụng ở sân chơi cao nhất Đông Nam Á dành cho cấp độ đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam thì chẳng còn xa lạ gì với việc thi đấu ở trận cầu quốc tế có sự can thiệp của VAR. Thế nhưng sẽ là trải nghiệm hoàn toàn mới đối với những chiến binh sao vàng trong lần đầu thi đấu tại AFF Cup mà có công nghệ này. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hào hứng hay là lo lắng đây? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam. Vậy là cuối cùng thì ngày này cũng sắp tới giải ao làng như cái cách mà nhiều cổ viên vẫn gọi chính thức có VAR rồi. Chắc chắn sẽ là một kỳ AFF Cup thật khác, công bằng hơn, chính xác hơn và cũng hồi hộp hơn nữa. Thế nhưng thử hỏi sẽ không còn tồn tại những ấm ức không? Thì câu trả lời là chưa chắc nhá. Thực ra nhìn về quá khứ thì vẫn có đầy giấy những quyết định gây tranh cãi từ VAR đó thôi. Thậm chí trong nhiều trường hợp công nghệ VAR có vẻ hơi thừa thãi. Lấy dẫn chứng ở nước Đức xa xôi, nơi sân cỏ Euro 2024 đang nóng lên từng ngày, người hâm mộ nước chủ nhà có lẽ vẫn còn ấm ức với tình huống bóng đập tay cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha trong trận thua đối thủ ở tứ kết, khi mà trọng tài còn không cần tham khảo công nghệ VAR mà thẳng thừng từ chối quả phạt đền cho đội tuyển Đức. Và liệu rằng tình huống này có lặp lại ở sân chơi AFF Cup tới đây không? Sau rất nhiều mong mỏi, rất nhiều lần đánh tiếng, người hâm mộ Đông Nam Á cuối cùng cũng được đáp lại tiếng lòng. Năm 2024, giải đấu AFF Cup sẽ sang tràng khi lần đầu tiên trong lịch sử áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF mới đây đưa ra thông báo công nghệ VAR sẽ được đưa vào các giải đấu sắp tới của khu vực sau khi áp dụng thành công tại giải vô địch bóng đá nam U16 Đông Nam Á 2024 vừa kết thúc tại Solo, Indonesia. Theo đó, AFF sẽ dần áp dụng VAR ở các giải đấu bắt đầu với giải vô địch U19 Đông Nam Á từ ngày 17 đến ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tiếp theo là giải câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025 từ ngày 21 tháng 8 năm 2024 đến ngày 21 tháng 5 năm 2025. Và giải vô địch bóng đá ASEAN Mitsubishi Electric Cup, tên cũ là AFF Cup vào cuối năm nay, diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 năm 2024. Chủ tịch AFF, Thiếu tướng Khiev Samet tin rằng quyết định sử dụng công nghệ VAR sẽ giúp giải bóng đá số 1 khu vực chất lượng hơn rất nhiều. AFF tin rằng VAR đang định hình lại bóng đá và đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng nhất giúp nâng tầm các giải đấu của chúng ta lên một tầm cao mới. Việc áp dụng công nghệ này tại giải U16 Đông Nam Á phù hợp với những nỗ lực liên tục và có kế hoạch của AFF nhằm nâng cao chất lượng các giải đấu của chúng tôi, bao gồm cả việc cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất có thể cho trọng tài để họ có thể đưa ra quyết định chính xác, nhất quán và sáng suốt. Trong quá khứ chẳng hoa khi sân chơi AFF Cup được ví như võ đài, nơi chứng kiến những cú xoạc bóng của cầu thủ Indonesia mà lấy từ ác ý cũng chẳng đủ để lột tả được. Hay có lẽ người hâm mộ cũng chưa quên được cái vùng cùi trỏ của Tirathorn với Quang Hải. Bên cạnh võ đài thì sân chơi AFF Cup cũng được ví như sân khấu kịch, nơi các thủ bỗng chốc sắm vai những diễn viên chuyên nghiệp để qua mắt các trọng tài. Tiền vệ nhập tịch Mark Klopp của đội tuyển Indonesia là một ví dụ điển hình với tình huống chủ động ngã đẹp mắt trong vòng cấm của đội tuyển Việt Nam trong sự ngơ ngác của chính đồng đội. Và đến AFF Cup 2024, với sự hỗ trợ của công nghệ VAR, thì mong rằng đó là một sân cỏ thực sự nơi các thủ phô diễn những phẩm chất tinh túy thay vì những hành động tiêu cực nào khác. Sân chơi AFF Cup từ không ít lần gieo cho người hâm mộ Việt Nam sự bức xúc cao độ với những tình huống đội nhà bị phạm lỗi thô bạo. Có nhớ trận bán kết lượt đi giải đấu năm 2021, Tirathorn Bumathan đã có pha đánh cùi trỏ vào Quang Hải trong tình huống khiến tiền vệ Việt Nam phải lập tức nằm sân trong đau đớn. Cũng ở trận đấu khi đó, người hâm mộ nước nhà cũng bày tỏ sự phẫn nộ với pha thủ môn chát chai của Thái Lan rơi bỏ khu vực 16m50 để lao ra ngăn cản Văn Toàn nhưng bị tiền đạo của chúng ta vượt qua, sau đó liền không ngần ngại kéo á thô thiển đối với Văn Toàn. Đến trận lượt về, vẫn là Tirathorn với cánh tay thừa thãi nhưng đối tượng phạm lỗi lần này đã khác. Và Xuân Mạnh chính là người phải hứng chọn cái cùi trỏ của hậu vệ lắm tài nhiều tật bên phía đội tuyển Thái Lan. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Tirathorn và thủ môn chát chai phải nhận án phạt thích đáng sau những pha phạm lỗi này. Tuy nhiên, chẳng có thẻ phạt nào dành cho Tirathorn cả, trong khi chát chai cũng chỉ phải nhận một tấm thẻ vàng. Phẫn nộ rồi cuối cùng vẫn phải chấp nhận, bởi một giải đấu khi đó vẫn phải dựa chủ yếu vào các quyết định có phần cảm tính của các trọng tài, sai sót là điều khó tránh khỏi. Hay tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, tiền vệ nhập tịch Mark Klopp bên phía đội bóng xứ vạn đảo đã có tình huống gài bẫy đối với Văn Hậu khi đột nhiên ngã lăn ra đất và tỏ vẻ như rất đau đớn. Và pha quay chậm cho thấy hậu vệ Việt Nam không hề có bất cứ tác động nào đối với cầu thủ này. May mắn rằng pha ăn vạ của Mark Klopp không qua mắt được trọng tài và tấm thẻ vàng khi đó là phần thưởng xứng đáng cho khả năng diễn xuất của anh. Tuy nhiên, thử tưởng tượng nếu vị vua áo đen không quan sát được tình huống này,
trong khi giải đấu lại không có VAR thì không biết Văn Hậu sẽ phải nhận án phạt oan nào nữa. Vậy mới thấy VAR được áp dụng tại AFF Cup là điều lẽ ra phải nên có từ lâu. Với sự xuất hiện của công nghệ này, trọng tài sẽ hạn chế được những phán quyết sai sót mà đến sự bất lợi cho đội bóng, dù có lỗi không quan sát được tình huống xảy ra trước đó. Theo vào đó, giải đấu AFF Cup cũng sẽ đẹp hơn trong mắt khán giả, để ít nhất xóa đi cái mác ao làng vốn được gán từ lâu. Và quan trọng nhất là các cầu thủ, họ sẽ được thoải mái thăng hoa trên sân cỏ, thay đổi thứ bóng đá đẹp và với bớt nỗi lo bị phạm lỗi bất cứ lúc nào. Nói đi thì cũng phải nói lại, VAR cũng từng không ít lần gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu trong quá khứ. Thế nhưng nói đến đây thì các cầu thủ cũng cần phải nhìn lại mình. Từ những tấm thẻ đỏ của Khuất Văn Khang hay Lê Phạm Thành Long tại Asian Cup 2023, thậm chí đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận tới 7 lần bị thổi phạt đền tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vậy nên, hãy để VAR mang lại lợi thế cho chúng ta thay vì mang đến những án phạt không đáng có. Rốt cuộc, những án phạt từ VAR cũng đến từ chính hành động của các cầu thủ mà thôi. Bên cạnh nỗi lo đó, các cầu thủ cũng còn nỗi canh cánh khác khi được thi đấu với sự đồng hành, giám sát của VAR, đó là bóng đá sẽ thiếu đi sự hấp dẫn. Quá khứ từng chứng kiến nhiều lần đội tuyển Việt Nam phải chịu những bất lợi từ công nghệ VAR, từ những tấm thẻ đỏ của Khuất Văn Khang hay Lê Phạm Thành Long tại Asian Cup 2023. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận tới 7 tình huống bị thổi phạt đền, có số nhiều nhất tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, không thể nói các cầu thủ Việt Nam là nạn nhân của VAR, mà VAR đã trừng phạt tật xấu của họ. Điều này cũng chỉ ra thực tại đáng buồn rằng trọng tài trong nước đã bỏ qua nhiều lỗi của các cầu thủ tại giải quốc nội, qua đó âm thầm nuôi dưỡng thói quen phạm lỗi xấu xí của cầu thủ Việt để rồi họ lại mang đi và phô giả sân chơi quốc tế. Bên cạnh nỗi lo về thói quen của các cầu thủ, người hâm mộ có lẽ cũng không khỏi lo ngại về sức hấp dẫn của giải đấu nếu có sự can thiệp của VAR. Thực tế, nhiều cầu thủ dự AFF Cup 2022 cũng cho rằng công nghệ này sẽ hủy hoại trận đấu và không phải lúc nào cũng chính xác nên không cần thiết tại giải. Trong video được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đăng tải, cầu thủ Irfan Fandi của Singapore chia sẻ: "Tôi đang chơi ở Thái Lan và VAR quan trọng, giúp ích nhiều, nhưng nó cũng hủy hoại sự hấp dẫn của bóng đá nên tôi nói không với VAR." Bên cạnh đó, tiền đạo Daniels cũng có chung quan điểm với Fandi. Chân sút của Philippines bày tỏ: "VAR chỉ làm trận đấu chậm lại, tôi cũng không đồng tình với rất nhiều quyết định của VAR, như kiểu việt vị chỉ bằng khoảng cách móng tay." Trước AFF Cup, V-League cũng đánh dấu bước ngoặt khi công nghệ VAR lần đầu tiên được áp dụng ở đấu trường này kể từ mùa giải năm 2023. Dù không xuất hiện ở tất cả các trận đấu, song công nghệ này cũng phần nào cải thiện chất lượng của giải đấu cao nhất của bóng đá nước nhà. Những động tác thừa có dấu hiệu giảm đi và thói quen của cầu thủ trên sân cũng trở nên tốt hơn. Đó rõ ràng là một dấu hiệu tích cực, và khi đã rèn được thói quen tốt đó ở sân chơi quốc nội thì hà cớ gì các tuyển thủ phải sợ khi bước ra sân chơi quốc tế mà có VAR. Và khi các thủ đá hay, đá đẹp thì tự khắc giải đấu cũng sẽ hấp dẫn dù có VAR đi chăng nữa. Công nghệ VAR đã được áp dụng tại sân chơi V-League xuyên suốt mùa giải 2023-2024 và giai đoạn cuối của mùa giải năm 2023. Điều tích cực được nhìn thấy rằng sân chơi cao nhất của nước nhà ngày càng chứng kiến ít hơn những pha phạm lỗi hoặc những động tác thừa của các cầu thủ. Trong đó, những cầu thủ vốn nổi tiếng với lối chơi rắn đã hạn chế được các pha bóng tiểu xảo và phải nhận thẻ phạt không đáng có. Và thành quả đã có được là nhờ công nghệ VAR được áp dụng ở giải trong nước. Chia sẻ về vấn đề này, cựu phó chủ tịch chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cựu trưởng ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm bình luận: "Thật ra những lỗi các cầu thủ Việt Nam thường dính thẻ đỏ và thường nhận phạt đền trong các trận đấu có VAR chứ hẳn là do cầu thủ cố ý chơi xấu. Phần lớn là họ thiếu kinh nghiệm khi đối diện với công nghệ này. Nhờ cầu thủ giữ thói quen chỉ cần chơi tiểu xảo, có mắt đợi trọng tài là sẽ thành công, sẽ không bị nhận thẻ và không bị phạt đền. Công nghệ VAR buộc các cầu thủ phải bỏ thói quen vừa nêu." Dù không còn bỡ ngỡ về VAR ở những sân chơi quốc tế, song với việc thường xuyên thi đấu ở dưới sự giám sát của công nghệ này ở sân chơi quốc nội, các tuyển thủ Việt Nam sẽ dần trau dồi cho mình được sự bình tĩnh cần thiết, và quan trọng là dần từ bỏ đi thói quen xấu, chơi bóng với cái đầu lạnh hơn và mang phong cách đó ra sân chơi quốc tế. Các cầu thủ không những hạn chế được những án phạt không đáng mà còn giúp nâng cao hình ảnh đội tuyển Việt Nam của chính giải đấu đó. Với sự hiện diện của VAR, mong rằng sân chơi AFF Cup sẽ đẹp hơn, sẽ là sân chơi công bằng và sòng phẳng cho các đội tuyển và sẽ dần thoát khỏi cái mác ao làng trong mắt của bộ phận cổ động viên. Quan trọng hơn, hy vọng chúng ta cũng sẽ được chứng kiến hình ảnh đội tuyển Việt Nam đẹp hơn, các thủ sẽ thoải mái phô diễn kỹ thuật mà không phải nom nớp lo sợ khi bị cầu thủ đối phương phạm lỗi bất cứ lúc nào, sẽ không còn những tấm thẻ phạt không đáng của đội nhà. Liệu rằng đến cuối năm những câu chuyện chúng ta ngồi đây bàn với nhau sẽ là những quyết định đúng đắn của VAR hay lại là những câu chuyện gây tranh cãi xoay quanh công nghệ này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Bình luận viên Anh Quân, Bóng đá Việt Nam.